Xin chào nhà hoạt động công đoàn Nguyễn Đình Hùng ạ. Dạ, xưa kính chào anh Trần Quang Thành và quý vị thính giả. Thưa ông, mới đây tại Hà Nội, đại diện EU và đại diện Chính phủ Cộng sản Việt Nam đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo trợ Đầu tư EU-Việt Nam. Khi ký hiệp định này thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chưa thỏa mãn ba cái công ước quốc tế về lao động như đã đòi hỏi trước đây của EU, mà họ chỉ mới ký có một cái công ước quốc tế 98. Vậy thì phải chăng đây là một sự nhượng bộ của EU đối với lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thưa ông? Vâng, thưa anh, đúng như vậy. Theo như trong thời gian điều đình giữa hai phái đoàn Việt Nam và Liên Âu, thì Liên Âu yêu cầu Việt Nam phải phê chuẩn ba công ước quốc tế ILO, lao động quốc tế ILO, đó là 98, 105 và 87. Nhưng Việt Nam đã dùng thời gian để mà kéo dài hơn vì lý do đó mà cái hiệp ước Liên Âu EVFTA nó chưa có thực hiện được, là lý do là như vậy. Bởi vì trong cái 98, 105 và 87, 98 tất nhiên là quyền cho người lao động được điều đình tập thể với chủ nhân một cách dân chủ về quyền lao động cũng như là những điều kiện làm việc cho của họ. Nhưng 98 là điều đình tập thể, nhưng mà phải có một cái tập thể, nó có nghĩa là nghiệp đoàn. Mà nghiệp đoàn bây giờ đó là chưa có nghiệp đoàn thực sự độc lập cho người công dân, mà chỉ là có công đoàn, cái gọi là Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là một cái thành viên của tổ chức mặt trận Tổ quốc. Và mặt trận Tổ quốc tất nhiên là một cánh tay dài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên công đoàn nhà nước Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam không đại diện chính thức cho người Việt Nam, cho người lao động Việt Nam, và cũng không chịu trách nhiệm trước người lao động Việt Nam, trước những người công dân, bởi vì họ chỉ là đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Vì vậy cái công ước 98 thông qua chỉ để mà nhìn mà thôi chứ không thực hiện được. 105, công ước 105 nó có nghĩa là cưỡng bức lao động. Và quý vị nhớ rằng khoảng 5-6 năm về trước, trên 40 trại tù giam suốt Việt Nam, và có hơn 40.000 người tù nhân, kể cả những tù nhân dưới 18 tuổi, dưới 16 tuổi, đều bị cưỡng bức lao động, làm hạt dẻ và đánh đập hành hạ họ, bởi khi mà họ không làm nổi, kéo dài quá nhiều giờ. Và 87 tất nhiên là quyền của người lao động được thành lập nghiệp đoàn độc lập cho chính họ. Đây là cái gai, đây là cái khó nuốt nhất đối với nhà cầm quyền Việt Nam, cái 105 và 87. Cho nên họ họ kéo dài thời gian bằng cách là chỉ xin thông qua 98, công ước 98, để ngõ hầu Liên Âu có thể cho họ thời gian để chuẩn bị. Thì theo như lời hứa là năm 2020 thì nhà cầm quyền Việt Nam phải thông qua công ước 105, và năm 2022 thì nhà cầm quyền Việt Nam phải thông qua công ước số 87, thưa anh. Vậy thì họ chưa ký hai cái công ước đó thì nó có ảnh hưởng gì đến cái quyền lợi và cái trách nhiệm của họ đối với người lao động không ạ? Dạ thưa anh, cái coi như là không có một cái tác động nào cả, không có một cái hiệu quả nào cả, bởi vì cái công ước 98 đi để nhìn chơi mà thôi. Bởi vì hiện cũng như đã nói rồi là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là công đoàn nhà nước, và họ không có đại diện cho công nhân, họ không có chịu trách nhiệm trước công nhân, mà họ chịu trách nhiệm trước Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy nó không có ích lợi gì cả, không ích lợi, đem một lợi ích lợi nào cả cho quyền lợi quyền cái người lao động trong giai đoạn này.
Lao động Việt Tự Do do ông làm chủ tịch trong thời gian vừa qua đã có những đóng góp như thế nào trong cái cuộc đấu tranh để đòi lại cái quyền lợi thiết thực của người lao động phải được đảm bảo ở Việt Nam ạ? Thưa anh, Liên đoàn Lao động Việt Tự Do đã được thành lập từ nhiều năm qua, từ năm 2006 và cho đến đến nay. Thì mục tiêu của Liên đoàn Lao động Việt Tự Do nghĩa là thứ nhất là đem tiếng nói của người lao động và ra ngoài nước ngoài và liên lạc với các nghiệp đoàn quốc tế cũng như các chính phủ Tây phương để ngõ hầu lên tiếng khi mà công nhân bị đàn áp và khi mà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không thực thi những cái quyền lợi giống như là trong tương lai là những cái công ước mà họ hứa mà không thực hiện. Và thứ hai nữa là đã giúp đỡ những người công nhân trong nước, những người lao động trong nước hiểu rõ về cái quyền lợi của người lao động mình như thế nào và hiểu rõ về cái quyền thành lập nghiệp đoàn là cái quyền mà được quốc tế công nhận cũng như quyền tự nhiên mà có chứ không cần phải đòi hỏi. Và đã giúp đỡ rất nhiều công nhân đã thành lập một số nghiệp đoàn và hiện nay còn hoạt động chui bởi vì cái sự đàn áp của công an đối với những người mà anh em công nhân hoạt động trong cái nghiệp đoàn độc lập này ạ. Ta đã có những hoạt động bước đầu để mà gần gũi với lại người lao động, góp sức cùng họ kiên trì cuộc đấu tranh để bảo vệ cái quyền lợi thiết thực về đời sống cũng như về an sinh xã hội của người lao động. Vậy thì trong thời gian sắp tới đây, Lao động Việt Tự Do sẽ làm gì để mà phát triển hơn nữa những cái khả năng mà mình đã làm và sẽ mang lại hiệu quả tốt đẹp hơn ạ? Trong thời gian tới, 3 năm tới, chắc chắn là nhà cầm quyền Việt Nam cũng như là công đoàn nhà nước sẽ dùng những cái mánh khóe để mà qua mắt Liên Âu, qua mắt các nước Tây Phương về cái vấn đề mà nghiệp đoàn độc lập. Họ sẽ giả tạo những cái nghiệp đoàn độc lập từ cơ sở và để đánh lừa những người công nhân ở trong nước. Và điều đó là Liên đoàn Lao động Việt Tự Do đã mong muốn rằng những cái người công nhân trong nước phải đề cao cảnh giác rất cao để phát hiện những cái mánh khóe đó của công đoàn nhà nước. Và thứ hai là Liên đoàn Lao động Việt Tự Do tiếp tục liên lạc với các nghiệp đoàn quốc tế cũng như là bên Liên Âu để đưa ra những cái vấn đề gian trá đó và ngõ hầu bên Liên Âu có những áp lực bắt buộc Việt Nam phải thực thi những cái điều mà họ đã hứa trước khi họ tham gia vào cái hiệp thương EVFTA này. Vậy thì làm thế nào để mà có thể tiếp tục đấu tranh với họ mà ký nốt thay cái công ước quốc tế về của người lao động để mà nó hoàn chỉnh những cái cơ sở pháp lý để mà người lao động dựa vào đó mà đấu tranh ạ? Dạ, thưa cái trước mắt thì quý vị biết là qua những kinh nghiệm chúng ta đều thấy nhà cầm quyền Việt Nam hứa rất nhiều nhưng mà không thực hiện được gì cả, chưa thực hiện được gì bao nhiêu từ khi mà họ được tham gia vào những cái hiệp thương mà song phương cũng như đa phương với các nước Tây phương đến giờ thì họ cũng chưa có thực hiện gì về đối với cái quyền lợi lao động gì cả. Cho nên để mà có công cuộc đấu tranh mạnh mẽ hơn thì trước tiên công nhân trong nước phải mạnh dạn đứng lên và hiểu rõ về cái công việc cái quyền lợi của mình và cần phải đấu tranh để cho nhà nước phải thực hiện những điều đó, những điều mà họ đã hứa. Trước tiên là những người công nhân phải đoàn kết lại và thành lập những cái nghiệp đoàn độc lập cho mình
và Liên đoàn Lao động Việt Tự Do lúc nào cũng bên cạnh và yểm trợ họ để mà thực hiện những điều đó. Và tất cả những cái mọi công cái công việc chính, tất nhiên là những người công nhân trong nước cần phải mạnh dạn. Những anh em ở bên ngoài là chỉ có là những yểm trợ về vấn đề ngoại vận mà thôi. Và có những nhiều một số công tác mà thưa anh, chúng tôi cũng không thể nào thực hiện nói ra được cụ thể hơn, bởi vì vấn đề an ninh cho các anh em ở trong nước, và vì lý do đó mà chúng tôi đã từ lâu mà có nhiều người chưa hiểu được những cái công tác mà Liên đoàn Lao động Việt Tự Do của chúng tôi thực hiện trong nhiều năm qua. Thưa anh. Xin cảm ơn nhà hoạt động công đoàn Nguyễn Đình Hùng ạ.